Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hình ảnh của một con xe cút nha các bạn. À, đó chính là con Kobeco SK045 đời 87 nha các bạn. Đấy, con này thì được độ cận dài, mang gào sò để gấp đá nha các bạn. Cái cần này thì mới được đóng luôn, cho nên là chưa có sơn nha các bạn. Đấy, zoom to để các bạn xem kỹ hơn nha. Hiện tại thì đang đứng ở bờ sông bên đây ha, quay qua để cho bạn thấy toàn cảnh nha. Một chút nữa mình sẽ đi qua bên kia để mình quay cận cảnh cho bạn xem kỹ hơn, xuống thà để review con xe luôn cho bạn xem nha. Thì cái con xe này nó đang phục vụ công trình nha các bạn. Nó đứng ở dưới phà nè, nó gấp đá từ dưới ghe bỏ lên trên bãi. Rồi trên bãi sẽ có một con xe cuốc nữa, đó là con Sumi F2 S260/03 nha các bạn. Đấy, nó sẽ múc lên cái xe trọng hồ các bạn. Đó, nó sẽ có một bộ ba ha, con này múc đá lên trên, con kia thì múc đá từ mé sông bỏ lên trên cái mái trộn. Rồi con kia nó trộn hồ xong cái nó chạy đi đổ đan đường lỗ các bạn. Đây công trình đổ đan ha. Đây thì hiện tại thì đang dọn cái bãi mới nè để mà gấp đá nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để quay cho bạn xem nha các bạn. Rồi hiện tại thì mình đã qua bờ bên đây xong nha các bạn, ở bên những cái con xe này tập kết nè. Đấy, lúc nãy thì mình đứng ở bên cái bụi tre bên kia xong đó, mình quay qua để cho các bạn thấy toàn cảnh cái con Kobeco ha. Bây giờ thì qua đây, tại vì bên đây gần quá các bạn, mình không thể quay toàn cảnh con xe cút Kobeco dưới sông được. Đấy, thì thấy con hỗ trợ bên trên này là con Sumitomo S160 nè các bạn, F2 nha. Đây, con này thì mình cũng có review rồi một lần rồi, lúc nó đang quào đá đó bạn, ở cái cống ha, ở cái cống phía đằng kia. Thì cái đoạn đường đan này sẽ đổ từ cái chỗ này nè, nó dài lại đằng cái cống đằng kia và qua khỏi cống một tí tới cái cầu gián đó. Thì đoạn nó cũng gần thôi các bạn. Đấy, thì hai con này đang hỗ trợ với nhau để mà dọn cái bãi đá mới nha. Đang đóng cừ nè, đưa cừ đằng xuống đóng cừ để mà đậu cái phà cho nó kiên cố, mà để cái con Kobeco ở dưới nó cạp đá cho nó vững nha các bạn. Nhiệm vụ của con Kobeco sẽ là cạp đá từ dưới ghe rồi bỏ lên trên cái bãi cặp mé sông này nè. Rồi sau đó cái con Sumi 03 này sẽ múc đá từ ở dưới bãi này đưa lên cái bồn trộn hồ, cái xe bồn trộn hồ các bạn, xe bồn tự chế ha. Rồi sau đó nó trộn xong rồi nó chở xi măng đi đổ đan ha, đổ đan trên đường lộ. Thì ngày hôm nay các anh đang chuẩn bị dọn cái bãi mới nha các bạn, cho nên là chưa có cặp đá. Mình sẽ không có ghi hình được cái công đoạn cặp đá, các bạn cũng thông cảm nha. Với lại giờ này cũng trưa rồi, các anh cũng gần tới giờ cơm rồi, nhưng mà còn đang ráng cố gắng để mà dọn cái bãi cho xong ha, để tranh thủ đổ đá cho nó, đổ bê tông cho nó xong đoạn đường này. Đấy, thì một lát nữa mình sẽ đi xuống dưới phà để review chi tiết cho các bạn xem cái con Kobeco SK045 đời 87 này nha. Mình sẽ cho các bạn xem máy, công tắc cũng như là cái phần bơm nó luôn. Thì cái con Kobeco này là cũng là cái con đầu tiên trong cái bộ sưu tập của mình đó các bạn. Mình cũng có quay một con Kobeco đời 87 rồi, nhưng mà là xe lớn nha, xe 07. Đấy. Hôm nay thì sẽ là một con xe nhỏ, xe 045 thôi. Thế là mình sẽ ghi hình lại để chia sẻ với các bạn cùng xem mà tham khảo ha.
Ok, hiện tại thì mình đã xuống dưới phà được rồi nha các bạn. Mình sẽ review tổng quan cái con xe cuốc Kobeco SK045 đời 87 này cho các bạn xem ha. Và bây giờ mình sẽ lên để các bạn xem động cơ nha các bạn. Đây, do cái máy này nó mới hoạt động cho nên là rất là nóng các bạn. Mình chỉ có thể là ghi hình sơ lược vậy thôi ha, chứ không có cho bạn xem kỹ được, các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây cho các bạn xem cái bơm thủy lực của nó nha. Đây nha các bạn. Đây là cái bơm bơm zin của nó nha các bạn. Nhưng mà cái hình thức của nó thì nó cũng tương tự như cái bơm KV63 của mình vậy đó. Cái bộ ruột bên trong nó thì xài được cái ruột của KV63 nha các bạn. K3V63 đó. Nó chính xác để có một số bạn comment nó mà nó sai. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Đấy, thì nó đang mang cái gào sò để cặp đá nha các bạn. Đấy, cái bãi bên trên này. Đấy, con kia sẽ đứng trên đó để mà múc đá từ ở dưới cái bãi lên trên xe trộn hồ ha. Đấy, thì hiện tại các anh cũng đang dọn bãi nha các bạn, vẫn chưa xong ha. Đây, con xe này đang đậu dưới phà. Thì cái con xe này cũng chỉ có bao nhiêu thôi, chỉ xem được máy với lại bơm thôi ha. Còn đây là bên trong nội thất của nó các bạn. Thì video này có lẽ là mình sẽ kết thúc ở đây các bạn ơi. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chúc các bạn một ngày làm việc thật ngày niềm vui và sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.